Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Không hạ thì sẽ bị hạ, Hai Nhật đang bị công dữ dội, ông Tổng quyết hạ cánh miền Nam. Có thể nói ông Tổng Trọng chỉ vào Sài Gòn đúng một ngày nhưng ông đã chuẩn bị rất nhiều năm. Với lại ông kéo vào Sài Gòn hàng loạt các ủy viên Bộ Chính trị vừa chia sẻ rủi ro, vừa để những người này hỗ trợ ông đẩy mạnh hơn nữa việc giải quyết vụ đại án tại Thủ Thiêm. Võ Văn Hoan thì đã bị kỷ luật khiển trách. Ông Võ Văn Hoan trước khi ông Tổng bước chân vào Sài Gòn 5 ngày cho thấy ý đồ của ông Tổng đã làm gì rồi. Ông Võ Văn Thưởng từng là Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh trước khi ra Hà Nội nhận chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Lúc đó ông Thưởng thay vị trí của Nguyễn Văn Đua nên sẽ hiểu về vụ án Thủ Thiêm này nhất so với những nhân vật khác trong ban bí thư. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh khi đó. Được biết, ông Võ Văn Hoan từng là chánh văn phòng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được giao cho là người được cho là đã thủ tiêu chiếc bản đồ gốc của Thủ Thiêm để so sánh với bản đồ quy hoạch sau này được ký ban hành bởi ông Nguyễn Văn Đua moi ra sai phạm. Đã bao nhiêu năm nay, ông Võ Văn Hoan chưa đưa ra bản đồ gốc là nguyên nhân vụ Thủ Thiêm đang bế tắc. Ngày nào ông Nguyễn Phú Trọng còn tại vị thì ngày đó ông còn tìm cách hạ Lê Thanh Hải. Vì thế, chuyến đi vào Sài Gòn ông Lê Thanh Hải không hạ được ông Tổng thì ắt ông Hai Nhật, tức là Lê Thanh Hải, sẽ bị hạ nếu ông Tổng khai thác được những sai phạm từ ông Võ Văn Hoan. Sắp tới, nhân vật cấp cao của các nhân vật thuộc Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có sự xáo trộn rất lớn. Ông Nguyễn Văn Nên có thể về Trung ương nếu Trung ương có ghế trống dành cho ông sau kỳ ăn chia ở Hà Nội, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp tới. Mọi sự sắp đặt đều còn phải chờ. Đã 7 năm, ông Trọng chưa làm gì được nhóm tam trụ ăn đất ở Sài Gòn, thì xem ra cái lò mà ông Trọng xây dựng từ nhiều năm qua cũng không thể trụm được củi lớn. Thời gian dành cho vị trí tổng bí thư của ông còn khoảng 3 năm nữa. Ông Trọng cần phải làm gì đó để xử lý được đống rác này. Người dân Thủ Thiêm thì chịu tan nước đã quá lâu, xã hội thì bức xúc, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lại bất lực. Một tổng bí thư mà bất lực với ba quan chức đã về hưu. Đây là hình ảnh kỷ luật ông Võ Văn Hoan trước khi ông Tổng vào Sài Gòn. Không biết chuyến vào Sài Gòn cũng của ông tổng bí thư, ông Võ Văn Hoan đã làm được gì với bộ máy của Đảng ủy tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng không biết bà Trương Thị Mai, tháp tùng của ông Tổng vào Sài Gòn, bà đã rà soát lại nhân vật nào có thể thay thế hay không. Bởi ngay trong bộ máy Đảng và bộ máy nhà nước cấp thành phố đang vẫn còn đó những con người thân hữu của ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Với tư cách từng là quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền ở thành phố, ông Võ Văn Thưởng phân loại cho bà Trương Thị Mai thuyên chuyển. Nếu hiệu quả thì đấy là bước đi dọn đường để ông Tổng Trọng đưa lò vào nhà ông Hai Nhật mà đốt. Cũng vì nhóm tam trụ ăn đất mà cánh miền Nam đã bị vạ lây. Giờ đây người ta thấy người gốc miền Nam thực sự trong Bộ Chính trị là quá ít. Có lẽ người miền Nam, ông Nguyễn Văn Nên cũng cần nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ ông Tổng Bí Thư hốt cho bằng được nhóm này. Nếu không hốt nhóm này, những người miền Nam trong bộ máy chính quyền thành phố sẽ khó tiến thân. Bởi ông Tổng nhìn đâu cũng thấy người thân hữu của ông Lê Thanh Hải mà lại đi họ. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải vẫn sừng sững thách thức cái lò của ông Tổng. Ông Trọng muốn hạ bệ Lê Thanh Hải là rất rõ. Tuy nhiên hạ được hay không lại là vấn đề khác. Lò công trọng có chất lượng hay không cũng xem, nhưng thanh củi được đưa vào đốt là loại củi nào. Nếu không đốt được tam trụ ăn đất thì lò công trọng đốt bao nhiêu cũng chẳng có ấn tượng gì. Và thành tích chống tham nhũng của ông Tổng cũng quanh quẩn ở những kẻ yếu thế mà thôi. Ông Trọng cần hạ những tay tham nhũng gọc và mở cho những quan chức khác có điều kiện để tiến thân. Đằng này kẻ cần diệt, ông không diệt được. Bỗng lại đi đì những kẻ không đáng bị đì. Ông Trọng cần thay đổi chiến dịch đốt lò thì mới hiệu quả. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng lên gần hát nhưng hụt hơi, liệu sức khỏe của ông Tổng có chi mồ. Chuyến kinh lý vội vã của ông Tổng vào Sài Gòn làm cho người ta đặt câu hỏi liệu rằng sức khỏe sau đó của ông Tổng có ổn hay không. Trong chuyến đi kinh lý ấy, thời gian quan sát cũng đã thấy rất nhiều điều bất thường. Thứ nhất là ông vào Sài Gòn với lực lượng rất đông những nhân vật lớn.
ông vào thật chóng vánh rồi rút ngay. Sau khi rút về Hà Nội là tham gia một buổi họp mặt được báo chí loan báo dùm beng như là thể thông báo với toàn dân rằng tàu khỏe có trì mổ. Xem ra ông Tổng cũng sợ miền Nam đất giữ Sài Gòn lắm. Khi người ta bất an thì huy động lực lượng đông đúc theo để chia sẻ rủi ro. Khi người ta sợ thì sẽ không dám ở lâu. Khi thấy người ta sợ ngã bệnh thì tỏ ra có sức khỏe. Tất cả các dấu hiệu đó đều thể hiện trên con người ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Trọng hát khi đang phát biểu tại Sài Gòn. Trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Phú Trọng đã cao hứng hát lên một đoạn của bài hát Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết lên Thiên Anh Hùng Ca, Thiên Anh Hùng Ca ngàn năm sáng mãi lưu danh đến muôn đời. Ở những lời cuối không khó để thấy rằng hơi của ông đã hụt và như muốn đứt luôn. Và có lẽ ông Tổng biết ông chỉ có thể cất cao tiếng hát một đoạn như thế mà thôi. Tiếng nói ít tốn năng lượng hơn tiếng hát, vì thế khi ông Tổng cất lên tiếng hát mà bị hụt hơi thì có thể thấy sức khỏe của ông Tổng không ổn tí nào. Có lẽ ông Tổng cất lên tiếng hát cũng là thông điệp với xã hội rằng tàu khỏe có chi mô. Thực sự chứ không phải tàu khỏe có chi mô kiểu ông Nguyễn Bá Thành. Được biết ông Tổng vào trong Sài Gòn ngắn ngủi nhưng có nhiều mục đích quan trọng khác nhau. Ông muốn khẳng định là ông còn sức khỏe để làm Tổng Bí Thư tiếp. Ông khẳng định với nhóm ăn đất, hải quân đua là ông không sợ họ và cuối cùng là kéo liên minh bởi ông Nguyễn Văn Nên được xem là một trong những người được ông Tổng tin cậy nhất hiện nay trong Nam. Nếu thất thế trước ông Thủ tướng thì có thể ông Tổng sẽ kéo Nguyễn Văn Nên ra Hà Nội hợp lực với ông ta. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên, cánh tay đắc lực của ông Tổng. Cái lò của ông Tổng đã bùng lên và sẽ động chạm đến rất nhiều nhân vật lớn. Hai ủy viên Bộ Chính trị đang trong tầm ngắm, nếu không củng cố sức mạnh thì khó mà đẩy họ ra khỏi chiếc ghế đang ngồi. Ngoài ra còn có những ủy viên Trung ương Đảng khó kỷ luật như Vũ Đức Đam, Nguyễn Văn Thể, v.v. Được biết, một phần là nhằm tranh thủ phiếu trong Trung ương Đảng để giữ vị trí Tổng Bí Thư cho đến cuối nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, ông thể hiện tiếng hát cho thấy sức khỏe của ông khó mà đáp ứng tham vọng quyền lực của ông. Cũng là nghịch lý, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố dẫn đầu trong các tỉnh thành trong cả nước về đóng góp kinh tế cho Trung ương. Nhưng mà người của thành phố này không một ai được vào Bộ Chính trị. Không biết quan chức chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nghĩ sao với sự bất công này. Tiền thì họ được tước lấy, còn quyền thì họ không cho giữ. Trong khi đó tỉnh nghèo không có đóng góp gì nhiều cho nền kinh tế Việt Nam thì số lượng ủy viên Trung ương Đảng và số ủy viên Bộ Chính trị bằng cả miền Nam cộng lại. Trước đây, hầu hết các bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đều có thể vào tứ trụ dễ dàng. Nhưng gần đây những đặc quyền đó không còn nữa. Ông Nguyễn Văn Nên là một trong ba ủy viên Bộ Chính trị của cả miền Nam, nhưng mà ông Nên phải nghe lời mới được ban cho chức này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên có ra Hà Nội hay không, tùy thuộc vào thế của ông Tổng so với các nhóm còn lại. Đất nước này cần những cái đầu đổi mới từ cánh miền Nam, nhưng cánh miền Nam đã bị cánh cổ hủ miền Bắc đi sát ván. Có lẽ thành phố lớn nhất nước cũng cần phải đòi hỏi gì đó thì mới được. Trong đảng, kẻ nghèo lại đè đầu thằng giàu, kẻ cổ hủ lại đè đầu kẻ có tư tưởng đổi mới. Đúng là cánh miền Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến một mặt vận, để mà ông già sức khỏe yếu ớt đè đầu cưỡi cổ.